Ngày 22 tháng 7, đối tượng Nguyễn Trung Hiếu, 22 tuổi, ngụ xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, đã đến cơ quan công an thành phố Cà Mau đầu thú và thừa nhận chính là tài xế đã điều khiển ô tô tông chết nữ nhân viên quét rác gần khu vực bệnh viện Sản Nhi, Cà Mau. Theo đó, lúc 3 giờ sáng cùng ngày, công an thành phố Cà Mau nhận được tin báo gần khu vực bệnh viện Sản Nhi, Cà Mau, thuộc địa bàn phường 6 thành phố Cà Mau, xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nạn nhân là nhân viên của công ty môi trường đô thị Cà Mau. Khi đang quét rác trên tuyến đường Lý Thường Kiệt thì bị một ô tô tông phải dẫn đến tử vong. Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, công an thành phố Cà Mau đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, truy xét xác định phương tiện gây tai nạn. Đến khoảng 9 giờ, đối tượng Hiếu đã ra đầu thú công an. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.